Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn ạ. Thưa với quý vị và các bạn, ngay lúc này thì nó đã rơi vào khoảng 5 giờ chiều rồi. Anh em chúng tôi vừa lúc trưa có thông tin trong này bán chiếc xe Santa Fe rất là mới, vừa mới đăng ký xong nên anh em chúng tôi phi vào ngay và luôn để mua chiếc xe này ạ. Đấy, tôi vừa với giao dịch và mua xong rồi. Xong rồi thì tôi đánh ra cái sân vận động. Đây là cái sân vận động mà ngay đằng trước cửa nhà của chủ xe đấy ạ. Đằng trước cửa của nhà của chủ xe kia, tôi mua xong là đánh luôn ra sân vận động để quay cho nó rộng ạ. Chứ vì là trong sân nhà chủ xe nó rất là chật. Đây là cái sân vận động mà các bà con đang chuẩn bị đánh bóng chuyền buổi chiều đấy ạ. Đấy, đây là bà con đang chuẩn bị ra sân để đánh bóng chuyền. Thì tôi có nhờ bà con một chút để đây là quay live stream phát trực tiếp cho quý vị và các bạn xem về chiếc xe mà chúng tôi vừa với giao dịch xong đây ạ. Đó chính là chiếc xe Hyundai Santa Fe phiên bản 2.2 máy dầu, sản xuất năm 2020 ạ. Vừa với đăng ký được hơn một tháng thôi. Thưa với quý vị bạn, vừa đăng ký giữa tháng 10 thì chủ xe lại bán xe, tại vì là không thích chiếc xe này nữa nên là bán xe. Chúng tôi mua chiếc xe này ngay và vừa mới mua được xong là tôi quay lên đây cho quý vị các bạn cùng xem phát trực tiếp để cho quý vị các bạn thấy được là tình hình chất lượng của chiếc xe mà chúng tôi vừa mới mua về được đây ạ. Đây ạ, cho quý vị các bạn cùng xem ạ, từ ngoại thất cho đến nội thất. Bên ngoại thất thì quý vị các bạn yên tâm mà chiếc xe nó mới như thế nào thì nó như thế vậy ạ, chưa có một vết xước ạ, và một số chỗ còn chưa bóc ni lông. Đây quý vị các bạn xem đây ạ, tôi quay trực tiếp tại gần ngay chỗ ngõ nhà chủ xe đây nhá, một số chỗ còn chưa bóc ni lông ở trên xe cơ. Chiếc xe vừa mới đăng ký tháng 10 năm 2020, sản xuất năm 2020 ạ. Đấy, phiên bản này là cái phiên bản tiêu chuẩn máy dầu quý vị các bạn nhá. Đấy, rất là đẹp, rất là mới luôn. Chiếc xe mới ở trong hãng như thế nào thì chiếc xe này nó như thế vậy ạ. Quý vị các bạn ạ, vị trí khác là nó có biển số rồi thôi. Rất là mới, rất là đẹp luôn ạ. Chưa có một vết xước nào quý vị các bạn ạ. Rất là mới, chúng tôi mua xong là tôi quay phát trực tiếp luôn lên đây cho quý vị bạn cùng xem nhé. Những cái tắp bi cửa nó cũng chưa bóc ni lông đây ạ. Rất nhiều chỗ còn chưa bóc ni lông ạ. Phải nói là quá là mới ạ. Đây là cái phiên bản Santa Fe 2.2 máy dầu. Chiếc xe được sản xuất năm 2020, vừa sản xuất năm 2020 xong đấy ạ. Đấy, đúng là chiếc xe trong hãng nó mới nó như thế nào thì chiếc xe này y như vậy ạ. Nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Santa Fe, đang muốn mua Santa Fe mà mua chiếc xe này thì cũng tiết kiệm được khá tiền đấy ạ. Mặc dù chiếc xe vừa mới đăng ký, mới lăn bánh một chút thôi, cho nên là về chất lượng thì nó không khác gì cái xe mới đâu ạ. Mà giá thành thì lại tiết kiệm được khá. Đây là cái cốp điện, cốp sau là được trang bị là cốp điện rồi. Tất cả những cái cốp sau là cái phần bên trong này, cánh tắp bi, cánh cửa này, các thứ là còn chưa bóc ni lông cơ. Nhiều chỗ chưa bóc ni lông còn rất là đẹp ạ. Đấy, lốp này như là mới luôn ạ. Tôi quay livestream trực tiếp thì chất lượng hình ảnh và âm thanh nó không được đẹp lắm, hình ảnh không được nét, âm thanh nó không được rõ lắm thì quý vị các bạn hết sức thông cảm nhé. Mai tôi về Hà Nội thì tôi sẽ rửa chiếc xe này lại và sẽ làm video cụ thể chi tiết hơn cho quý vị các bạn cùng xem ạ. Tất nhiên là chiếc xe này thì không phải dọn dẹp gì rồi vì nó sạch đẹp như này, có điều là tôi sẽ đi về từ đây về Hà Nội thì nó sẽ bẩn hơn, nó sẽ bụi, nó bẩn ạ. Về phải rửa lại đi, dọn dẹp lại ạ. Vì chiếc xe này thì không phải dọn dẹp gì đâu, chỉ có rửa thôi, không khác gì một chiếc xe mới ạ. Thời tiết ở trong này nó là cái vùng rừng núi cho nên là nó hơi âm u một chút ạ. Đấy, ni lông của chưa bóc ở những cái đèn đây. Đúng là chủ xe mua chiếc xe này về chỉ để trải nghiệm thôi ạ. Một số chỗ là chưa bóc ni lông, vừa mới mua về để trải nghiệm qua đi cái rồi đã bán rồi, mới tính ra mới sử dụng được hơn một tháng thôi quý vị các bạn nhé. Chủ xe mới sử dụng hơn một tháng thôi. Đấy, và đây tôi cho quý vị các bạn xem bản đồ đây nhé, bản đồ định vị ngay tại nhà chủ xe chứ không phải là tại Hà Nội đâu nhé. Đấy, bản đồ định vị tại nhà chủ xe luôn. Đấy, thời tại đồng hồ định vị tại nhà chủ xe luôn.
Đấy, quý vị các bạn thấy không? Tôi định vị tại nhà chủ xe, cái định vị của xe luôn đấy nhá. Phải nói là chiếc xe này còn rất là mới luôn đấy ạ. Đây, phần ni lông của những cái phần này là chưa bóc đây này. Chưa bóc ni lông và cũng đã bọc sàn ra rồi. Rất là mới, rất là đẹp ạ. Và sau cái clip này thì chúng tôi bắt đầu lên đường về Hà Nội thôi ạ. Đây, cái mũ van nhé, cái mũ van còn chưa bóc, chưa mở rồi, van thì vẫn còn vạch sơn, chấm sơn đây này. Sau cái video này thì tôi sẽ bắt đầu lăn bánh về Hà Nội, và trong về Hà Nội thì nó cũng sẽ là đêm rồi, cho nên là ngày mai tôi sẽ rửa sạch sẽ và tôi sẽ làm lại cái video để up lên đây cho quý vị và các bạn. Vậy quý vị và các bạn nào mà đang có nhu cầu mua Santa Fe thì có thể liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và bạn qua địa chỉ cửa hàng tôi ở 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Ngay ngày mai thì là sẽ có mặt, chiếc xe này sẽ có mặt ở Hà Nội ạ. Đấy, rất là mới, rất là đẹp luôn ạ. Quý vị và các bạn mà đang có nhu cầu quan tâm mua chiếc xe này thì đây là một sự lựa chọn phải nói là cũng tiết kiệm được khá khá tiền đấy ạ. Bà con, có lẽ bà con đang sốt ruột để giục tôi đi để chuẩn bị chơi bóng chuyền rồi, cho nên là xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video trực tiếp tại đây. Tôi làm qua một chút vậy thôi để giới thiệu cho quý vị và các bạn ngay tại địa chỉ nhà chủ xe để thấy được là nó không có một vết xước nào, và chất lượng thì nó không khác gì một cái xe mới ạ. Chứ nếu đem về Hà Nội rồi thì có khi quý vị và các bạn lại nghĩ là anh em chúng tôi làm nó đẹp như thế thì là do làm. Như đây là nguyên nhá, tôi quay sát lại để không thấy một vết xước, không có một vết đâm va, và chiếc xe này còn bảo hành cơ ạ. Đấy, rất là mới, rất là đẹp và chưa tìm thấy một vết xước nào đâu ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo. À quên, nếu như quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều.